của Du lịch Orange, the best deal in town. 877-808-6470. Chị Lê Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Kịch và Gia đình và Xã hội trên làn sóng lướt Sài Gòn TV. Và ngày hôm nay, như thường lệ, cái tuần lễ cuối cùng của mỗi tháng là có sự góp mặt của anh Jack Trần. Anh đã volunteer, tức là anh đã tình nguyện để đem những cái thông tin này đến cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng gần 8 năm rồi, 7 năm hả anh Jack hả? Yeah. Cũng đã 7 năm rồi thưa quý vị. Và Julie thay mặt và Little Saigon TV cũng như là cá nhân Julie cảm ơn anh Jack rất là nhiều đã không có quản ngại thời giờ của mình để mà đem đến đây hàng tháng để mà chia sẻ những kiến thức phổ thông, những cái chi tiết, những cái tin tức cập nhật để cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta hiểu rõ hơn những cái thông tin mới hoặc là những cái điều lệ hoặc là những cái gì quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thank you so much. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ Julie cũng có một câu hỏi như nãy trước khi vào phần quảng cáo thì anh chắc có nói là gì là những người không có quốc tịch Mỹ vẫn có thể xin được SSI với những cái ngoại trừ. Đúng whatever. Rồi. Nhưng mà cái thời gian họ được hưởng cái quyền lợi đó là suốt đời của họ hay sao anh? Không có gì suốt đời quý vị, không có gì là mãi mãi đâu. Nhắc lại một lần nữa nha, mình nói ngắn gọn thôi. SSI là chương trình trợ cấp của liên bang đó. Uh-huh. Điều kiện tiên quyết là phải có quốc tịch. Yeah. Nhưng một số trường hợp ngoại lệ, nếu quý vị không có quốc tịch đó, cũng có thể xin được nếu quý vị đến Hoa Kỳ trước năm 1996 hoặc là quý vị đến Hoa Kỳ với cái diện là tị nạn. Uh-huh. Là cái visa quý vị là có để là refugee, tị nạn đó nha. Yeah. Thì nếu mà quý vị đến đây với cái tư cách là tị nạn đó, thưa quý vị, không phải chỉ dành cho tị nạn Việt Nam đâu, những tất cả những người tị nạn, yeah, toàn thế giới, uh-huh, đều áp dụng giống nhau. Thì khi mà tị nạn mới đến đây đó, được miễn cái điều kiện quốc tịch, quý vị có thể, nếu hội đủ những điều kiện khác, có thể nhận tiền trợ cấp SSI. Thì đối với cơ quan an sinh xã hội đó, chúng tôi cho quý vị nhận tiền trợ cấp SSI tối đa là 7 năm, mặc dù quý vị chưa có quốc tịch. Thì 7 năm trời đó là một cái thời gian rất là dài để quý vị có thể cố gắng hội nhập và thi vào để mà được cái quốc tịch Hoa Kỳ. 7 năm trời quý vị có rất nhiều cơ hội để làm chuyện đó. Nếu sau 7 năm mà quý vị nào đến Hoa Kỳ với cái cách tị nạn vẫn còn nhận tiền trợ cấp SSI mà chưa có được quốc tịch thì chúng tôi buộc lòng phải ngưng cái tiền trợ cấp đó nhé. Chúng tôi cho quý vị cơ hội 7 năm là tối đa rồi nhé. Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, thường lệ chúng tôi cũng thường hay nhắc đến những quý vị nào đi làm thường bỏ vào cái chương mục tiết kiệm, ngân quỹ để hưu trí như là 401k, đại khái như vậy. Thì đối với Julie đó thưa anh, cái 401k nó cũng giống như là cái lương hưu trí, cái lương retirement của mình qua cái Social Security. Nhưng mà nó chỉ khác một cái, đó là 401k mình chưa đóng thuế, mình hoãn thuế, tax defer. Nhưng mà sau khi mới tới cái tuổi nào đó mình lấy tiền ra thì mình vẫn phải đóng thuế như thường, vì số tiền đó mình chưa đóng thuế. Thì cái tiền hưu trí của mình qua an sinh xã hội, mình có thể mình dùng cái đó làm một cái hành trang để mà mình hưu trí trọn đời của mình không anh? Julia, thưa quý vị, nhưng tại vì anh nói là không có cái gì là trọn đời hết. Dĩ nhiên rồi, không có gì là vĩnh cửu đâu. Thưa quý vị, niềm mơ ước của một người đến tuổi về hưu là gì? Một cái tình trạng tài chính ổn định. Yeah. Một cái cuộc sống thoải mái. Khi mình già rồi, mình sức cạn rồi, yếu rồi, mình không có muốn một cái gì mà bất an, bất ổn hết á. Tất cả là phải một cái gì nó thoải mái để mình yên ổn sống trong cái tuổi già của mình. Thì muốn như vậy đó không phải tự nhiên mà có đâu. Quý vị phải có một cái kế hoạch, có phải một cái chương trình dự liệu nào đó sắp xếp trước, không thể nào tự nhiên mà có. Thì dĩ nhiên là mình đi làm, mình đóng thuế cho quỹ an sinh xã hội và quý vị sẽ được phúc lợi của an sinh xã hội nhé. Thì ngay cả quý vị biết là mình sẽ nhận cái phúc lợi của quỹ hưu trí của Social Security, nhưng quý vị nhớ là cái mục tiêu của chương trình an sinh xã hội đó không phải là thay thế cái thu nhập của quý vị trong lúc quý vị còn đi làm, mà chỉ là bổ sung vào những khoản thu nhập khác. Nói như vậy có nghĩa là quý vị nên để dành tiền, hoặc là có những cái chương trình để dành tiền đầu tư gì đó, sau đó tất cả cộng lại cùng với tiền hưu trí của Social Security thì quý vị mới may ra có thể một cái cuộc sống hưởng già
mà yên ổn, thoải mái nha. Nói như vậy đó, thực sự mà chắc thấy đó, thực tế những khách hàng đến đó, họ đều biết, nhưng họ nói tôi biết để dành tiền, nhưng tôi đâu có tiền đâu để dành, có nhiều xài hết rồi anh chắc rồi. Thành ra nói thì nói hay lắm, ai cũng nói được, nhưng thực tế đó quý vị, cái sự chứng kiến của chúng tôi tại Sở An sinh hội đó là hầu hết những người lớn tuổi, tiền hưu trí quý vị là cái nguồn income duy nhất của họ. Họ biết họ phải để dành, họ biết phải làm cái nọ, nhưng mà họ không có để dành nổi. Thành ra rốt cuộc cũng phải nhờ vào cái tiền hưu trí của Social Security. Thành ra quý vị phải có kế hoạch trước nha. Quý vị phải tính toán trước là mình dự định về hưu lúc nào, mình cần bao nhiêu tiền để về hưu. Và đó, bây giờ thời buổi này kỹ thuật rất là cao, họ có thể ước tính được cái life expectancy, là họ có thể cho biết là dựa vào cái tuổi quý vị, những người cùng lứa tuổi như mình vậy đó, có thể sống thọ bao nhiêu năm. Mình thời buổi này đó quý vị, y khoa tân tiến, kỹ thuật tân tiến, con người sống lâu hơn, con người khỏe mạnh hơn. Thành ra càng sống lâu mình càng cần tiền để sống, cần một cái gì bảo đảm về cuộc sống sau này. Thành ra quý vị phải lo trước những cái gì mà mình định về hưu lúc nào, cần bao nhiêu tiền. Và quý vị có thể vào các trang mạng của Social, thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị làm điều đó. Không có chính xác, mình cứ chỉ là estimate mà thôi nha. Dự tính thôi. Khi mà gần tới tuổi hưu đó, thì mình phải có những cái kế hoạch khác mà nó cần thiết hơn. Đó là một cái câu hỏi, một cái quyết định rất là quan trọng. Mình lấy tiền hưu vào lúc nào? Có nên lấy bây giờ hay không? Hoặc chờ một năm nữa, chờ hai năm nữa, chờ ba năm nữa, chờ bốn năm nữa, cái nào có lợi hơn? Thưa quý vị, không có câu trả lời nào đúng, cũng không có trả lời nào sai. Đây là do quyết định của mình, dựa vào cái hoàn cảnh tài chính của mình và gia đình, tình trạng sức khỏe của mình và những cái yếu tố khác. Không có ai có thể giúp quý vị trả lời câu hỏi được. Quý vị thường vào hỏi chúng tôi, giúp cho tôi đi, tôi nên lấy bây giờ hay không? Hay là tôi muốn chờ? Chúng tôi không có giải quyết được, chúng tôi không có trả lời được. Thì quý vị phải tự tìm hiểu và hoạch định ra một cái kế hoạch trước, để mà mình phải có một cái quyết định cho nó chín chắn nhé. Anh Trác, trong những cái trường hợp mà những người như anh vừa đề cập tới đó, là họ không có đủ tiền để mà để dành. Tại đó cho đến khi mà người ta vẫn đã lãnh cái tiền hưu trí rồi, nhưng mà nếu mà có một cái công ăn việc làm gì đó mà nó hợp với cái nhu cầu, hợp với cái sức khỏe cũng như là cái tuổi của họ, thì họ vẫn có thể họ đi làm được. Được. Không anh? Thưa quý vị, chúng tôi đã nhiều lần trình bày rồi là 66 tuổi đó là tròn tuổi hưu. Nhưng mà mọi người có thể lấy tiền hưu non từ 62. Với điều kiện đó là mình phải ngưng đi làm hoặc là làm dưới 15.000. Năm nay là 16.900. Thì nếu mà quý vị, một số người đó, tôi nghỉ làm rồi hay tôi không có việc làm, tôi lấy tiền hưu non, không có tiền sinh sống, lấy tiền non. Nhưng mà được một cái, một năm sau, may quá được cái job offer, đi làm được 20-30 ngàn, thì chạy vào nói, tôi mừng quá, tôi tìm được cái job rồi, bây giờ tôi làm mấy chục ngàn một năm, bây giờ tôi phải làm sao, cái tiền hưu này tôi phải làm sao? Thì quý vị anh có Jack, cách để giải quyết. Anh Jack, trước khi anh Jack trả lời câu hỏi đó, xin phép quý vị cho chúng tôi vào phần quảng cáo của các cơ sở bảo trợ cho Lê Sài Gòn TV cũng như là chương trình của Lê Sài Gòn kiến thức kỹ khoa gia đình và xã hội. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.